chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng Quê. Thì hôm nay rất là vui luôn, được bé Như có gửi tặng 11 phần quà đến cho gia đình và các bé có hoàn cảnh khó khăn á. Thì đây là những cái phần gạo và mì. Thì mỗi một bao gạo như vậy là trị giá 140, còn mì là 75.000. Thì tổng giá trị hôm nay, phần quà hôm nay là gồm là 215.000. Thì bé Như cũng có dặn là gửi đến cho là 8 Tiết một phần, bé Quyên một phần, Thảo Nguyên một phần, bé Tiền một phần, nhưng mà hôm nay là bé Tiền bận đi quay á, cho nên là mẹ nhận thế, với lại Diền một phần và 6 đứa bé có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những đứa bé ở xóm của Diền đó. Rồi thì trước khi trao quà, Diền có đôi lời cảm ơn đến bé rất là nhiều nha. Chúc bé có thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng gặt hái được nhiều thành công trong học tập lẫn cuộc sống luôn nha. Rồi giờ là Diền sẽ thay mặt cho bé gửi tặng. Đây, gạo, quá trời ngày bao bì rất là đẹp. Giờ trước tiên chào cho mấy bé trước. Đây, bé này trước đi. Bé này trước nè, giờ bưng nổi không? Bưng nổi không? Ôi, lực dữ. Thôi ngồi xuống đi, rồi xuống đi. Chị để xuống dưới này, rồi để xuống đi. Rồi giờ khoát gạo trước đi, rồi cái khoát mì sau nha. Thôi đưa mì luôn đi. Đây của Hạo Nam nè. Rồi sao? Con cảm ơn cô. Cảm ơn con nghe, cảm ơn cô. Cảm ơn con nghe, không có gì. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô, con đã có mì. Đây, tới của con. Con tên gì? Con tên Đô. Con tên Đô ha. Rồi, rồi sao con nhận quà sao? Cảm ơn cô. Kêu Hạ chút. Nói chuyện liếu hết. Ôi da. Rồi đây tới bé Nga. Bé Nga nói coi. Lớn lên. Giỏi. Rồi để dưới đây. Tới bé Ken. Nói sao? Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi tới bé Hoa. Nhớ lát chia nha. Cảm ơn. Chia không ơi, chia không. Giác này tám phụ Diền để đưa gạo luôn. Đây tới bé Ngọc. Rồi. Cảm ơn chị Như. Chứ đừng cảm ơn chị. À, cho bé bự nữa nè. Này. Mẹ nhận thế cho bé Tiền. Cháu mẹ. Cảm ơn cháu nha, chúc cháu được nhiều sức khỏe nha. Này tới Thảo Nguyên nè. Rồi. Này tới Nguyên. Cảm ơn em, chúc em có thật nhiều sức khỏe nha. Đây tới 8 Tiết. Này quà của Tám. Tám cũng cảm ơn Như nha. Rồi cái phần còn lại là của Diền. Thì cũng cảm ơn bé Như rất là nhiều nha. Thì phần quà của em đó chị cũng đã phát xong hết rồi. Thì trước khi kết thúc clip thì cũng một lần nữa cảm ơn em nha. Chúc em có thật nhiều sức khỏe luôn. Cũng cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.